Trong một xóm trọ nhỏ ở cạnh rạch Gò Dưa, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có hàng chục người đang kiếm sống bằng nghề nhặt rau muống thuê. Trong số đó, chủ yếu là những người phụ nữ lớn tuổi. Nghề nhặt rau muống thuê đã theo những người phụ nữ này hàng chục năm nay. Người ít thì 5 năm, nhiều thì 15 đến 20 năm gắn bó. Công việc mỗi ngày của họ bắt đầu từ 8 giờ sáng khi xe chở rau muống từ các quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn tập kết về đây. Mỗi ngày, họ ra nhận từng bó rau rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, dùng tay tuốt lá chừa phần thân rau. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại, nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng đây là nghề kiếm sống cho biết bao gia đình ở khu vực này. Cô là lặt rau muống, thì rau muống này 15 năm rồi. Thế cô bị bệnh, cô đi xa không được, ngồi chỗ gì lặt rau được. 8 giờ lặt tới 2-3 giờ chiều mới rồi. Một ngày được 40 ký, nhầm khi 45 ký vậy đó. Lặt bữa vậy được khoảng 80. Bữa nào ông bỏ 7 bó thì được 90. Làm đâu có đủ sống đâu. Xài qua ngày được chứ không làm thì không có tiền xài. Chồng đi làm thì phụ nhà trọ như vậy, lúc này thất nghiệp không có việc làm nữa. Tháng 2 tháng rồi đâu có việc làm đâu. Cái ba tay mũ á, mình mang vô, còn mình không quen mình không mang được, mình đặt tay không vậy đó. Ngứa chứ, nhầm khi nó thui cái khóe này luôn nè. Mua cái bảy màu bôi vô. Tôi làm nghề này được 5 năm, lớn tuổi rồi, ra bây giờ ta không mướn, ta không có lại mướn vô làm. Còn mình phải chọn cái nghề này làm ở nhà, cũng như mình làm ở đây ngồi nhà làm luôn rồi. Ngày nhận 50 ký à, mà ngày cũng có như có trăm mấy à, ký có 2,200 à. 2,200 thì 50 ký thì có 101 à. Nếu hai người lặt thì ngồi sớm chút. Còn một người thì tới 2-3 giờ. Những người đang kiếm sống bằng nghề nhặt rau muống ở đây đa số là người dân miền Tây. Vì không có ruộng vườn để canh tác, họ đã trải qua đủ thứ công việc và rồi mới bén duyên với nghề này. Từ sáng đến tối, chỉ quanh quẩn trong xóm, cùng ngồi bên nhau nhặt từng bó rau muống cho đến khi trời tối. Họ cũng tranh thủ chia sẻ những câu chuyện về con cái, chuyện con người, về quê hương của họ. Nhiều người vui tính còn hay nói đùa, tưởng lên Sài Gòn để thoát cảnh chân lắm tay bùn, nhưng cuối cùng thì vẫn trở thành nông dân. Dù vất vả, mệt nhọc, nhưng những người ở đây không có ý định nghỉ làm công việc này. Đối với họ, đây là nghề đã nuôi sống cho cả gia đình. Nghề này không cần bằng cấp, không áp lực, họ cũng không phải di chuyển nhiều và không lo tuổi già bị mất việc.